chơi không? Mình solo nè. Dạ đâu mày? Nè nè, bây giờ các em lấy sách vở ra cho thầy. Lấy sách vở ghi lại cái fan này cho thầy. Rồi lẩm. Các em ghi kịp không? Sao mà kịp được? Trời ơi, cái tình huống này là nó lẹ quá. Để có gì thầy giải thích lại sau nha. Hello. Mình ba lần nha. Rồi rồi, mày xong rồi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Sao mà đó được? Sao chửi em nha?